bệnh viện gia đình Đà Nẵng có một sự thân thiết đến kỳ lạ. Ông Minh mắc chứng thấp khớp ở người cao tuổi và thường xuyên thăm khám tại bệnh viện. Bà An đi lại khó khăn, bà đang bước tiếp với sự ân cần của các cô điều dưỡng. Hạnh phúc của gia đình Nguyệt càng được nhân lên khi sắp sửa đón thêm thành viên mới. Cất tiếng khóc chào đời, một tương lai đang mở ra trước mắt bé Tâm bằng cả tình yêu thương. Không chỉ là bệnh viện, family thân thiết như người nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ gia đình, chương trình do Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự cố vấn chuyên môn của Trung tâm Bác sĩ gia đình Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ đẹp khi phụ nữ tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng khi bước vào tuổi tiền mãn kinh thì người phụ nữ cũng không tránh khỏi những ưu tư lo lắng. Và làm thế nào để có thể ngăn chặn và giảm bớt những ưu tư lo lắng đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Bác sĩ gia đình tuần này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một chuyển động với những tin tức y tế đáng chú ý trong tuần qua. Một 1.000 đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng cùng nhiều thầy thuốc, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tim mạch trong toàn quốc đã cùng đi bộ vì sức khỏe tim mạch năm 2014 với chủ đề Môi trường lành mạnh cho một trái tim khỏe vào ngày 11 tháng 10 vừa qua. Đây là một trong những hoạt động bên lề Hội nghị tim mạch toàn quốc lần thứ 14 được khai mạc vào sáng ngày 12 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng do Hội tim mạch học Việt Nam tổ chức. Tại Việt Nam, theo báo cáo thống kê năm 2009, tỷ lệ tăng huyết áp lên đến 25% và độ tuổi mắc bệnh từ 22 tuổi trở lên. Dự đoán đến năm 2017, Việt Nam sẽ có 20% dân số mắc bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Việc giảm thiểu sử dụng thuốc lá, rượu bia, tăng cường vận động, tập thể dục 10 phút hay đi bộ 30 phút mỗi ngày, xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý hàng ngày sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng vừa điều trị các cơn thành công cho hai bệnh nhân nghiện ma túy bằng phương pháp châm cứu kết hợp thuốc nam. Theo đó, bệnh nhân được chỉ định mỗi ngày châm cứu 6 lần và uống 3 gói thuốc, 1,5 thang mỗi ngày trong 3 ngày đầu. Sau 3 ngày, bệnh nhân đã hoàn toàn các cơn nghiện, bắt đầu ngủ và ăn được, sức khỏe hồi phục nhanh, nhưng xét nghiệm định tính opiat nước tiểu vẫn còn dương tính. Tiếp tục điều trị mỗi ngày 3 lần châm cứu và uống 2 gói thuốc. Đến ngày thứ 7, xét nghiệm nước tiểu âm tính và bệnh nhân có thể xuất viện. Theo các bác sĩ, để bệnh nhân phục hồi hoàn toàn sức khỏe, thân, tâm, các bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị uống thuốc nam hỗ trợ giải độc hàng ngày và châm cứu cách nhật trong 2 tháng tiếp theo. Ngoài ra còn được hướng dẫn các phương pháp tập luyện, nâng cao ý chí nghị lực, vượt cám dỗ để tránh nguy cơ tái nghiện. Được biết chi phí cho mỗi ca cai nghiện từ 7 đến 10 triệu đồng. Với những bệnh nhân mới nghiện thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Mãn kinh là thời kỳ phụ nữ kết thúc hiện tượng kinh nguyệt xảy ra hàng tháng và không còn khả năng sinh con. Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ sinh nở và thời kỳ mãn kinh. Những rối loạn kinh nguyệt là một trong những biểu hiện điển hình của thời điểm phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh bắt đầu vài năm trước mãn kinh và kết thúc vào thời điểm 12 tháng sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Giai đoạn tiền mãn kinh kéo dài từ 2 đến 5 năm là giai đoạn phụ nữ có những sự thay đổi rõ ràng về tâm sinh lý trước khi bước sang thời kỳ mãn kinh. Phụ nữ ở độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi là những đối tượng phổ biến ở thời kỳ này, sớm hơn có thể là 30. Trong thời gian này, sự suy giảm chức năng của buồng trứng làm giảm quá trình tiết ra hai loại hormone estrogen và progesterone dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết tố. Hiện tượng rụng trứng cũng diễn ra bất thường, gây nên tình trạng kinh nguyệt không đều. Phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người mà hiện tượng rối loạn kinh nguyệt có những biểu hiện khác nhau, vòng kinh kéo dài hoặc ngắn lại, băng huyết không đều, v.v. Thời kỳ tiền mãn kinh bắt đầu, phụ nữ sẽ có những thay đổi cả về mặt tâm sinh lý như ngủ ít, nóng trong, béo phì, dễ nổi giận và cáu gắt, đặc biệt là hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Quá trình tiền mãn kinh thường mang đến nhiều thay đổi cả về sức khỏe, tâm lý và tinh thần. Chính vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi này cần quan tâm nhiều hơn đến bản thân
tìm hiểu về các biểu hiện tiền mãn kinh, mãn kinh và cách làm dịu những khó chịu để vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng, khỏe mạnh và thoải mái nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, căng tràn là sức sống tuổi trung niên là điều Ngọc Ánh và tất cả phụ nữ đều mong muốn. Và để xua tan nỗi lo về tiền mãn kinh và mãn kinh thì Ngọc Ánh xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ vấn đề này với bác sĩ Trương Thị Chánh, trưởng khoa sản nhi bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, sẽ có đôi lời chia sẻ với Ngọc Ánh cùng với quý vị về vấn đề này. Xin chào bác sĩ. Chào chị Ngọc Ánh. Xin chào quý vị khán giả. Đúng thật là Ngọc Ánh cũng như bất cứ phụ nữ nào khi bước vào tuổi trung niên thường lo lắng về sắc đẹp, về vóc dáng, về sức khỏe. Rồi không biết có cái dấu hiệu nào để mà cho biết là mình sẽ bước vào tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, thưa bác sĩ. Một người phụ nữ thì thường là từ 35 tuổi trở lên thì cái estrogen trong cơ thể mình giảm, cho nên nó có nhiều cái thay đổi mà người ta thường gọi là cái thay đổi về nội tiết. Có nhiều cái dấu hiệu về thay đổi, giống như là nhất là có khi là thay đổi về tính tình, có thể là dễ bị cáu gắt hơn, dễ xúc động hơn, hồi hộp, lo lắng, lo âu. Những cái stress trong cuộc sống thì sẽ làm cho người phụ nữ lo lắng nhiều hơn. Ngoài ra còn có nhiều cái dấu hiệu nữa khác, giống như là những cái cơn bốc hỏa, rồi những cái rối loạn về tiểu tiện, ví dụ như tiểu nhiều lần hoặc là tiểu hơi buốt một tí. Nhưng mà khi đi làm kiểm tra xét nghiệm thì nước tiểu hoàn toàn bình thường. Hoặc là cái cảm giác giống như mình bị xón tiểu, dễ bị đi tiểu hơn. Rồi có những cái rối loạn về kinh nguyệt, như là kinh nguyệt nó có thể là kéo dài hơn, hoặc là ít hơn, hoặc nhiều hơn. Và có thời gian có kinh có khi là ngắn hơn hoặc dài hơn. Chu kỳ kinh cũng có khi ngắn hơn, dài hơn. Lượng kinh cũng có khi nhiều hơn, ít hơn, làm cho người phụ nữ lo lắng. Ngoài ra còn có những cái rối loạn về cái sự tích tụ mỡ trong cơ thể. Ví dụ như là mỡ nó sẽ tích tụ nhiều ở vùng bụng, vùng đùi hoặc vùng hông, làm cho cái vóc dáng của người phụ nữ nó không còn như trước đây nữa. Vậy thưa bác sĩ, những triệu chứng bác sĩ vừa chia sẻ thì đến cùng một lúc hay là đến từng triệu chứng một ạ? Thực ra cái tuổi tiền mãn kinh thì nó là một hiện tượng sinh lý, cho nên đối với mỗi người nó là khác nhau, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vì yếu tố bản thân, yếu tố gia đình, yếu tố về cuộc sống xã hội chung quanh, cho nên là nó không có giống nhau với bất cứ một người phụ nữ nào hết. Và cũng không phải là một người phụ nữ khi tới tuổi tiền mãn kinh thì có đủ tất cả các triệu chứng, mà có người có triệu chứng này, có người triệu chứng kia, rồi có người thì nó nhiều, có người thì ít. Và các cái triệu chứng nó không có phải là nó đến với từng tự theo cái tuần tự nhất định nào cả. Cho nên chúng ta cũng không có thể đoán trước được người phụ nữ này có thể bị cái gì hoặc là không bị cái gì, rồi những cái gì đến trước và những gì đến sau. Vậy thì ở tuổi tiền mãn kinh thì sẽ có những thay đổi gì? Ngọc Ánh cũng biết cái điều đó, và Ngọc Ánh cũng nghĩ là tất cả phụ nữ cũng sẽ muốn biết điều đó ạ. Ở cái tuổi tiền mãn kinh thì người phụ nữ có rất nhiều thay đổi. Cái thay đổi mà mình không thấy đó là cái lượng estrogen trong cơ thể mình giảm. Cái thứ hai là khi mà estrogen giảm thì cái sự hấp thu canxi nó cũng sẽ bị giảm. Mà sự hấp thu canxi nó giảm thì nó dẫn đến cái xương của mình nó có nhiều cái thay đổi, làm cho người phụ nữ có cảm giác là đau mỏi khắp người. Đau mỏi khắp người làm cho rất là khó chịu. Mình cứ tưởng cảm giác rằng là mình bị bệnh này, bệnh kia, nhưng mà khi đi khám á, thì không có phát hiện ra cái bệnh gì hết. Rồi có những cái thay đổi về thực sự cái thay đổi mà mình thấy rõ ràng nhất đó là về kinh nguyệt. Rồi cái thay đổi về có những cơn bốc hỏa là những cơn nóng bừng, nó đến rất là bất ngờ và cứ kéo dài thời gian, nó cũng vô chừng lắm, rồi nó sẽ tự hết đi. Nhưng rồi sau cái cơn bốc hỏa đó có khi là vã mồ hôi, làm cho người phụ nữ đó bị đổ mồ hôi rất là nhiều,
mà thường có khi là đổ mồ hôi ban đêm nhiều hơn, mà chính vì cái hiện trạng đổ mồ hôi này nó làm cho mình đó là mất ngủ. Mà mất ngủ thì gây ra lo lắng. Lo lắng rất là nhiều, cứ không biết mình có bị bệnh gì không mà mình mất ngủ. Thành ra là cứ đi khám nhiều nữa, đi thăm nhiều nữa, nhưng mà lại càng lo lắng thì những cái triệu chứng đó nó càng thể hiện nhiều hơn. Cho nên là làm rất là nhiều cái, giống như nãy mình nói đó, về da thì da khô hơn, kém đàn hồi hơn, cho nên cái độ mà căng bóng của da nó cũng giảm. Không còn nữa, nhà. Sẵn màu lại. Rồi cái độ mà cái độ sáng của da nó cũng không còn, làm cho cái da nó có bị sạm màu hơn. Rồi tóc dễ bị gãy hơn. Có nhiều khi nó gãy nhiều, rụng tóc, tóc khô hơn, dễ bị gãy hơn. Mà còn cái vùng sinh dục thì lại là có cái hiện tượng là khô âm đạo. Khô âm đạo này nó do nó teo, nó khô. Và có một cái thay đổi nữa, tức là trong cái bộ phận sinh dục thì ngay cả cái thời điểm này thì cái trứng rụng trong mỗi chu kỳ nó không có đều, mặc dù mình vẫn có kinh bình thường. Cho nên nó giảm cái khả năng sinh sản trong cái độ tuổi tiền mãn kinh. Vậy thưa bác sĩ, khi kết thúc cái tiền mãn kinh thì mình chuyển sang cái mãn kinh thì có những cái rối loạn gì ạ? Ngọc Ánh cũng lo lắng cái điều đó. Thì thường là cái giai đoạn tiền mãn kinh là cái giai đoạn mà người phụ nữ phải là khó chịu nhất. Bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái nồng độ nội tiết tố estrogen trong cơ thể bình thường nó chuyển sang, nó giảm dần. Và lúc đó thì người phụ nữ trong cái giai đoạn này là giai đoạn phải thích nghi. Cho nên nó có nhiều cái mà cơ thể chưa thích nghi được, cho nên có nhiều rối loạn. Nhưng mà khi chuyển qua cái giai đoạn mãn kinh rồi thì nó ổn định hơn. Trong cái giai đoạn mãn kinh, khi nào người ta nói mãn kinh có nghĩa là sau 12 tháng mình không có kinh hoàn toàn mới gọi là mãn kinh. Chứ còn những cái trường hợp mà cứ 5-3 tháng có lại thì lúc đó chưa gọi là mãn kinh. Cho nên cái giai đoạn này, giai đoạn tiền mãn kinh thì người phụ nữ cũng phải rất là chú ý, có khi có thai mà không biết. Cứ nghĩ rằng là mình mãn kinh nhưng thực ra là mình có thai. Cho nên mình cũng phải tránh thai giống như là trong cái giai đoạn có kinh bình thường. Và khi nào 12 tháng mình không có kinh thì lúc đó mình mới gọi là mãn kinh. Mà khi vô giai đoạn mãn kinh rồi thì các cái triệu chứng về hồi hộp, lo lắng thì có đỡ hơn. Và những cái triệu chứng về kích thích tính tình, gáo gắt đồ này kia giảm hơn, là vì lúc đó cơ thể mình thích nghi với cái nội tiết tố đó rồi. Nhưng mà cái lượng estrogen khi vào giai đoạn mãn kinh thì nó giảm rõ rệt hơn, cho nên là cái triệu chứng của loãng xương thì lại là xương nó sẽ rất giòn, dễ bị gãy. Nhưng phụ nữ hay bị gãy tay, gãy ngang như thế này, hoặc là gãy xương cổ, xương đùi. Rồi mình có những cái triệu chứng giống như là về bệnh, về nguy cơ thì cao hơn. Ví dụ như nguy cơ về bệnh tim mạch, như là cao huyết áp, bệnh mạch vành. Hoặc là những cái rối loạn về vặn mạch não, nó làm mình chóng mặt, buồn nôn. Rồi có những cái triệu chứng về béo phì, dễ xuất hiện hơn do sự tích tụ mỡ mà nó rõ rệt hơn. Rồi dự từ cái béo phì nó dẫn đến những cái giống như là nguy cơ về bệnh tiểu đường. Rồi những cái nguy cơ về cái bệnh ung thư nó cũng cao hơn. Bác sĩ có thể giúp cậu Ánh là làm sao mình có thể làm chậm cái quá trình mãn kinh này có được không ạ? Thực ra cái quá trình tiền mãn kinh và mãn kinh đối với mỗi người là đó là một hiện tượng sinh lý. Cho nên là mình không có can thiệp được cho nó làm chậm hơn hay là làm sớm hơn. Nhưng mà mình có thể bị làm sớm hơn với những cái can thiệp, ví dụ như phẫu thuật. Phẫu thuật cắt hai buồng trứng thì nó sẽ làm cho cái mình lúc đó là gọi là mãn kinh mà do phẫu thuật. Nhưng mà mình có thể làm giảm các cái triệu chứng của cái tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi mà mình lo lắng về vấn đề mà khi vô tuổi mãn kinh á, thì nó sự tích tụ mỡ nó không đều đặn. Thì nó làm cho cái vóc dáng mình không được đẹp, thì mình có thể mình giữ bằng cách chế độ ăn của mình cho phù hợp và cái sự tập luyện thể thao, thì rèn luyện cơ thể. Còn lại là ví dụ như mà những cái rối loạn về da thì mình tăng cường chăm sóc da. Thưa bác sĩ Ngọc Ánh, tìm hiểu về bạn bè cũng giống như những người chị đi trước của Ngọc Ánh thì là khi thấy mà kinh nguyệt xuất hiện không có đều đặn nữa thì sẽ cảm thấy lo lắng và muốn tìm đến bác sĩ để mình hỏi có thuốc nào để mà can thiệp về cái việc này á, thì cái
cái vấn đề này thì có áp dụng có được không bác sĩ ạ? Cái việc mà dùng thuốc ở trong cái tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh và mãn kinh thì nó có rất là nhiều loại thuốc. Và có những cái loại thuốc thì người ta dùng vô thì nó không có xuất hiện kinh, nhưng mà không phải là không có tác dụng. Còn những cái thuốc, cũng có những cái loại thuốc mà dùng vô thì nó lại có kinh bình thường, giống như những người phụ nữ đang trong cái giai đoạn kinh nguyệt bình thường. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là người đó không có giảm cái lượng estrogen. Vì estrogen ở đây mình bổ sung là estrogen ngoại sinh. Nó cái sự hấp thu của nó không giống như mà cái estrogen nội sinh từ trong cơ thể mình mà tiết ra. Cho nên cái mức độ mà nó cũng tương đối thôi, chứ không có thể nói là giảm hoàn toàn. Và khi mà mình đi muốn cái dùng thuốc đó thì mình phải gặp bác sĩ để bác sĩ người ta khám tổng quát cho mình một lần để biết rằng mình có những cái bệnh nào kèm theo không, và có nguy cơ mắc bệnh nào, và đồng thời người ta cũng tìm hiểu trong những chị em mẹ gì trong gia đình mình có ai cái mắc bệnh gì không. Thì nếu như mà người ta tìm hiểu như được như vậy là người ta sẽ tư vấn cho mình dùng cái loại thuốc nào phù hợp nhất. Bởi vì những cái thuốc mà nội tiết á, mà dùng người ta gọi là có hai cái dạng cơ bản mà phải bác sĩ kê đơn, như là cái estrogen và nội tiết estrogen, và có một cái loại tổng là estrogen và progestin. Thì cái loại có cả estrogen và progestin á, thì nó sẽ tạo cho mình cái vòng kinh nguyệt bình thường, và nó giảm được cái tác dụng phụ của các cái nội tiết mà mình dùng. Bởi vì khi dùng estrogen á, thì nó có những cái tác dụng phụ, có nghĩa là tăng nguy cơ ung thư vú và tăng cái nguy cơ của cái ung thư nội mạc tử cung. Cho nên là nó sẽ có nguy cơ nhiều hơn, thậm chí là nguy cơ về bệnh tim mạch cũng cao hơn. Cho nên cái này thì phải cân nhắc trên từng bệnh nhân, là như từng người phụ nữ là như vậy. Vậy thưa bác sĩ, chúng ta thì nên bổ sung cái lượng estrogen đó thì như thế nào là an toàn và hợp lý ạ? Bổ sung estrogen an toàn và hợp lý thì điều này là điều ai cũng mong muốn hết. Hiện nay thì có nhiều cái dạng estrogen để mình bổ sung, ví dụ như dạng kem bôi trơn, rồi dạng uống, dạng thuốc tim, rồi dạng miếng dán trong da. Người ta có thể tùy cái nhu cầu của từng người phụ nữ mà người ta thể dùng cho phù hợp hơn. Còn lại thì có một cái số cái thuốc mà người ta gọi là thảo dược hoặc là thực phẩm chức năng, nó cũng có tác dụng bổ sung estrogen mà estrogen tự nhiên. Thì thiết nghĩ rằng những cái thuốc này thì tác dụng phụ nó rất là ít. Cái bổ sung estrogen phải là tương đối đầy đủ so với cái độ tuổi của người ta, thì thường là đường tim thì nó đảm bảo rằng nó đáp ứng tốt hơn những cái triệu chứng đó thì mình dùng. Thưa bác sĩ, Ngọc Ánh nghĩ là bên cạnh cái việc mà mình dùng thuốc á, thì cái chế độ dinh dưỡng á, cũng là rất quan trọng phải không bác sĩ? À đúng vậy, khi mà với cái độ tuổi này thì cái chế độ ăn của mình cần phải chú ý, vì cái chế độ dinh dưỡng nó rất là quan trọng. Nó sẽ là bổ sung cho mình một cái số chất về tự nhiên. Ví dụ như mình trong cái chế độ ăn của mình có nhiều rau quả hơn. Ví dụ như là vitamin A để bổ sung cho da và tóc thì nó có nhiều trong đu đủ, mà rau ngót. Còn những cái loại mà có nhiều vitamin A, ví dụ như giá, đậu xanh thì có nhiều vitamin A, mình sẽ tăng cường cái chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp. Hoặc là trong cái chế độ ăn của mình giảm bớt cái lượng mỡ, những cái lượng chất béo và lượng đường, thì nó cũng giúp cho cơ thể mình nó giảm cái tích tụ mỡ ở những cái vùng mà mình thấy không thích. Và nó cũng bổ sung một ít ớt mật, số thức ăn mà nó bổ sung estrogen tự nhiên cho mình, ví dụ như đậu nành thì nó cũng bổ sung cái estrogen tự nhiên nhiều hơn. Ngoài cái chế độ ăn mà mình chọn lựa cái thực phẩm cho mình, là mình có những cái một vài cái mình phải kiêng khem, ví dụ như mình không hút thuốc lá. Còn nếu như mà mình không thể bỏ thuốc lá thì mình phải giảm càng nhiều càng tốt. Rồi những cái thức uống có cồn thì mình phải giảm. Rồi những cái loại thức uống mà ngọt mình cũng giảm, tại vì đó là nó sẽ bổ sung đường nhiều hơn. Và cà phê mình cũng giảm. Ngọc Ánh nghĩ rằng là cái việc mà khám sức khỏe định kỳ thì sẽ tốt cho chị em phụ nữ và cho tất cả mọi người, phải không bác sĩ?
Cái việc khám sức khỏe định kỳ thì không những chị em phụ nữ chúng ta mà tất cả mọi người đều có lợi cho sức khỏe cả. Riêng đối với phụ nữ mà cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh á, thì nó càng là có lợi hơn. Hiện nay trong tất cả các bệnh ung thư cổ tử cung là một bệnh được tầm soát rất tốt và không chuyển qua ung thư, thì cho nên rất là có lợi cho phụ nữ nếu như mình đi khám định kỳ. Cái thứ hai nữa là ung thư vú. Đối với tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì cái tần suất của ung thư vú nó cũng cao hơn. Thì mình cái khám tầm soát ung thư vú cũng là điều rất là quan trọng. Bởi vì khi mình phát hiện sớm thì mình điều trị sớm thì cái hầu như là đa số là có thể sống rất là cuộc sống kéo dài sau điều trị rất là lâu, có thậm chí là mấy chục năm luôn á. Vậy tới bác sĩ Ngọc Ánh muốn hỏi điều này cho các bạn trẻ cũng giống như các phụ nữ bước qua tuổi 30 thì có một sự chuẩn bị nào để mà làm chậm cái quá trình mà tiền mãn kinh với mãn kinh không bác sĩ? Đối với những cái phụ nữ trẻ mà từ 30 tuổi trở lên thì chắc chắn là các bạn sẽ cũng có thời gian sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh. Nếu như mình biết trước được những cái triệu chứng này thì mình có sự chuẩn bị, thì khi mình bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nó sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nếu như mình muốn chuẩn bị thì mình nghĩ rằng một cái điều mà tốt nhất là mấy bạn chuẩn bị đó là cái chuẩn bị mà mình cố gắng mình thu xếp cho một cái cuộc sống gia đình mà về gọi là tương đối gọi là hạnh phúc, thì nó sẽ giảm stress ở cái tuổi giai đoạn này. Và cái chuẩn bị về ví dụ như mình biết rằng á, là mình khi vào đó thì khi vào cái tuổi giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nó giảm nội tiết, nó ảnh hưởng về rất là nhiều vấn đề, thì tập luyện thân thể hàng ngày là nó sẽ cũng giữ được cái mức độ xương loãng xương, nó sẽ giữ được cái sự hoạt động mà mềm dẻo của xương. Vì khi loãng xương là xương bị giòn, thì mình tập luyện rèn luyện thân thể hàng ngày bằng nhiều phương pháp, có nghĩa là mình tập thể dục hoặc là mình tập yoga, thì nó cũng làm cho mình giữ được cái độ mềm dẻo của xương. Rồi ví dụ như mình riêng mình chăm sóc da, có nghĩa là mình có một cái chế độ chăm sóc da vừa phải đối với từng cái mỗi người tùy điều kiện của mỗi người, thì mình cũng giữ được cái độ mà là săn chắc của da hoặc là độ căng của da, nhưng mà không thể nói là giống như nãy nói, tức là không thể nói là tuyệt đối, nhưng mà mình cũng giữ ở đại một mức độ nhất định nào đó. Mình khám định kỳ đầy như thế nào là những khám định kỳ để tầm soát những cái bệnh về tim mạch, rồi về phụ khoa, rồi về nội tiết đó. Những cái như vậy thì mình quan tâm thì tự nhiên mình đi vô mình có sự chuẩn bị sẵn sàng. Khi mình đi vô tới cái giai đoạn đó thì mình tự tin. Mình không lo, là bởi vì mình biết chắc chắn là mình sẽ xảy ra và mình đón nhận, mình sống chung và mình cải thiện. Kính thưa quý vị, Ngọc Ánh nghĩ rằng một tinh thần thoải mái và một cuộc sống hạnh phúc cũng là một cái bí quyết để mà gìn giữ tuổi thanh xuân của phụ nữ của chúng ta được tốt đẹp hơn, được nhiều niềm vui hơn, để sẽ luôn là những bông hoa thật xinh đẹp ngoài xã hội và trong gia đình. Ngọc Ánh xin cảm ơn những lời chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ Trương Thị Chánh đã dành cho Ngọc Ánh và dành cho khán giả. Là phụ nữ thì Chánh nghĩ rằng ai cũng muốn mình đẹp. Cho nên qua cái chương trình này, Chánh muốn rằng tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta biết tự chăm sóc bản thân mình để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và bây giờ Ngọc Ánh xin mời quý vị đến với chuyên mục Khỏe mỗi ngày. Để phòng chống các bệnh đau khớp, cột sống, gân và xương trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Vì vậy, chúng ta thường xuyên tập thể dục thể thao để duy trì sự dẻo dai của hệ xương khớp và giúp tuần hoàn máu đều cơ thể. Sau đây, tôi Phạm Công Thắng đến từ Bảo Phương Gym sẽ hướng dẫn quý vị bài tập giảm mỡ thừa tại bụng và eo. Bài này gồm hai phần, bụng trên và bụng dưới. Xin mời em vào. Và sau đây mình sẽ tập bài bụng trên. Ngã ra, hít, gập vào, thở. Ngã ra, hít, gập vào, thở. Một hiệp như vậy mình sẽ gập 12 nhịp.
4 nhịp như vậy. Thở mạnh, hít sâu. Thở mạnh, hít sâu. Thở sâu, hít. Thở. Và sau đây là mình sẽ tập bài bụng dưới. Hai tay mình sẽ áp sát vào thành ghế, thẳng hai chân. Mình sẽ dùng lực đá mạnh lên, thở. Xuống hít chậm, rồi lên lại, thở. Hít. Xuống hít mũi, lên thở miệng. Một hiệp như vậy mình tập 12 cái, sẽ 4 nhịp. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. 6 7 8 9 10. Mến chúc chị em luôn giữ được tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt để tận hưởng cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, Ngọc Ánh rất vui khi tham gia chương trình hôm nay với bếp trưởng Doãn Văn Tuấn đến từ Furama Resort. Chương trình hôm nay Ngọc Ánh muốn hướng dẫn cho quý vị món ăn dành cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em chúng ta. Đó là món cá hồi áp chảo ăn với sốt ô liu và các loại rau. Thành phần chính của chúng ta có cá hồi cùng với các loại rau như đậu và măng tây, lá đinh lăng và dưa chuột cùng các gia vị khác. Vậy thì những món ăn này có công dụng gì cho sức khỏe và sức đẹp của chị em phụ nữ của chúng em ạ? Như các bạn đã biết, trong thành phần của cá hồi thì có rất nhiều canxi và khoáng chất. Đặc biệt, trong thành phần cá hồi nó có omega 3, 6 và 9 thì nó tốt cho làn da và cũng như sắc đẹp của chị em phụ nữ. Và ăn kèm theo các loại rau thì trong các bạn đã biết, trong các loại rau đều có những vitamin A, C và D. Cũng nó có những thành phần chính để cho làm sáng da và kết hợp với cùng với cá hồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chế biến món ăn này ạ. Trước tiên chúng ta lấy cá hồi. Chúng ta tẩm ướp với một chút muối. Một chút tiêu. Chúng ta tẩm ướp cá hai mặt. Rồi. Món này chúng ta sẽ áp chảo. Chúng ta sẽ dùng dầu ô liu để áp chảo. Trong khi chờ dầu sôi để áp chảo cá, chị giúp em luộc cái măng tây. Măng tây từ khi nước sôi thì mình cứ luộc cỡ 2 phút là được. Chúng ta chiên cá. Và trong khi chờ chiên cá thì Ngọc Ánh đã luộc cái măng tây này xong rồi ạ. Cái dòng ánh để đang ở đây phải không ạ? Dạ vâng ạ. Thì cá chiên này, cá hồi mình chỉ chiên mỗi một mặt là 2 phút là được. Yeah. Dạ. Dạ. Em sẽ làm cái sốt cá. Sốt cá thì mình dùng một chút dầu ô liu. Cái món sốt này rất đơn giản. Mình lấy cái vị ngon và mặn từ quả ô liu muối. Mình tạo vị hơi chua, mình dùng chanh. Thì cái vị chua nó sẽ kích thích cái vị giác của món ăn. Mình sẽ là được 1 phút 30 giây rồi. Mình chỉ thêm 30 giây nữa là ok. Sau khi chúng ta đã xào thơm cái quả ô liu và sau đó chúng ta sẽ bắt nước chanh. Và chúng ta thêm một chút gia vị. Thêm một chút hạt tiêu. Và một chút muối. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày trên đĩa. Chúng ta sẽ trang trí với một chút chút sốt. Sốt này chúng ta làm từ bí đỏ. À, chị giúp em gắp cá lên trên đĩa ha. Chúng ta sẽ trang trí với khoai tây. Rồi, chị giúp em cái cá hồi với măng tây. Sau đó chúng ta cho cá này.
để món ăn cho chúng ta thêm cái phần gia vị và màu sắc ấy, thì kèm theo món ăn ấy chúng ta sẽ rắc cái quả ô liu muối lên trên. Chị giúp em chặn lại chỗ này nè. Rồi, perfect. Chúng ta sẽ phân được cái miếng cá hồi này ra thành hai màu. Thì để cho cái mình tăng thêm cái màu sắc và hấp dẫn của cái cảm quan. Cuối cùng là cái phần quan trọng nhất là cái phần sốt dầu ô liu và quả ô liu. Chị sẽ rắc đều lên thế này cho em. Trên miếng cá này luôn hả anh? Hay là sao? Không quanh. Chúng ta sẽ trang trí món cá hồi này với lá đinh lăng và kết thúc với một chút dầu ô liu để tạo độ bóng cho món ăn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện món cá hồi áp chảo với sốt ô liu và rau. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa chế biến xong món ăn rất là dễ làm, rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Cô bếp trưởng Võ Văn Tuấn đã hướng dẫn cho chúng ta. Ngọc Ánh mong muốn rằng là chị em của chúng ta sẽ làm món ăn này tại gia đình để chúng ta sẽ có những món ăn ngon bổ dưỡng. Xin cảm ơn bếp trưởng Võ Văn Tuấn ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn, hy vọng những thông tin trong chương trình Bác sĩ gia đình tuần này sẽ giúp cho chị em có thể tự tin hơn khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh, để dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn luôn là bông hoa đẹp để tỏa hương cho đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Bác sĩ gia đình, chương trình do Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự cố vấn chuyên môn của Trung tâm Bác sĩ gia đình, Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng cố định của chúng tôi vào lúc 12 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh DRT2 và phát lại lúc 15:30 thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Quý vị và các bạn có thể gửi thư hoặc là những câu hỏi thắc mắc cho chương trình tại địa chỉ chương trình Bác sĩ gia đình 43 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc thông qua hòm thư điện tử bacsigiadinh@cánhcungvietnam.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.